Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn chạy chương trình cho các điện thoại iPhone hoặc là cái máy tính bảng iPad. Thì khi mà các bạn có một chiếc điện thoại iPhone hoặc là máy tính bảng iPad đó, mà các bạn có nhu cầu nâng cấp chương trình, nâng cấp cái firmware bên trong cái thiết bị đó, hoặc là các bạn bị dính lỗi là treo táo hoặc là treo cáp đĩa, thì lúc này là thiết bị của bạn bị như bị brick, là bị treo máy không có hoạt động được. Thì cái phương pháp để mà mình thoát ra cái chế độ mà bị treo táo hoặc là treo cáp đĩa là cái phần này là mình phải chạy chương trình lại nha các bạn. Đây là cái cách mà hướng dẫn cho các bạn để chạy chương trình software cho iPhone iPad nha. Nó chạy chương trình đó có nghĩa là mình có thể bên giới chuyên ngành người ta gọi là plugin nè, nạp ROM nè, hay là chạy software nè, chạy chương trình đó nha các bạn. Thì nó có sao, iPhone iPad nó có hai phần, phần update là nâng cấp cái chương trình của mình lên. Ví dụ các bạn đang chạy cái version cũ á, các bạn muốn nâng cấp lên thì các bạn có thể dùng cách này các bạn chạy, hoặc là các bạn restore lại chờ mà các bạn bị treo táo hoặc treo, hoặc là các bạn đang ở phiên bản cũ á mà các bạn đang xài mà các bạn bị treo táo nè hoặc là treo cấp đĩa, thì các bạn dùng cái cách này để mà các bạn restore, là khôi phục lại nguyên trạng như nhà sản xuất lúc đầu nha các bạn. Ở đây như các bạn, nếu mà các bạn xài cái dòng mà iPhone 6 trở xuống nha các bạn, thì cái này nó dùng phím home cơ nha các bạn. Đây nè các bạn, đây nút home, nút home cơ, nút home vật lý á. Thì khi mà trước khi các bạn sử dụng cái phương pháp mà chạy chương trình á, các bạn phải chuyển qua chế độ DFU nha các bạn. Cái cách của nó là cái dùng các nút nguồn hoặc là cộng với nút home ha. Các bạn kết hợp hai nút này nha các bạn, để mà các bạn chuyển cái chế độ sang chế độ DFU. Còn đối với các dòng đời mới á, như iPhone 7 nè, 7 Plus nè, 8 nè, hoặc là iPhone X á, thì người ta sẽ dùng cái nút home là nút home cảm ứng nha các bạn. Cái nút home này nó không bấm như cơ như đó, mà nó còn cảm ứng, các bạn chạm tay vô nó mới tác động ha. Thì cái trường hợp này á, các bạn muốn chuyển vào cái chế độ DFU này á, thì các bạn không sử dụng được nút home này, tại vì nút home này nó trở thành cảm ứng rồi. Thì mình sẽ sử dụng kết hợp những nút nguồn nè cộng với nút giảm volume nha các bạn. Giả sử nha, mình lấy con này nè, nút nguồn nè, các bạn kết hợp nút nguồn, nút nguồn bên đây nè các bạn, với nút phẹt volume, giảm volume ha, trừ, để mà các bạn chuyển về chế độ DFU nha các bạn. Thế thì ở đây cái chế độ DFU là chế độ gì các bạn? Ở đây mình liệt kê ra hai phần ha. Nếu mà các bạn mà sử dụng cái máy iPhone, iPad á, hoặc là một bên là người ta thường gọi là cái chế độ DFU nha các bạn. Còn cái máy, cái dòng máy mà Android như các bạn xài Samsung, Nokia, Oppo, Huawei, Xiaomi hay là bất cứ hãng gì á các bạn, như Sony á, Sony Xperia hoặc LG vân vân. Nói chung là các dòng máy Android á thì nó sẽ có cái chế độ mà nó không gọi là chế độ DFU nữa, mà là nó có hai chế độ. Chế độ Emergency Mode và chế độ Recovery Mode. Nói chung hai cái này cái cách gọi của nó là tương đương nhau nha các bạn. Tại vì cái chế độ này á, là Emergency Mode á, là cái chế độ download khẩn cấp nha các bạn. Cái trường hợp khẩn cấp á, nào download nha. Còn cái chế độ mà Recovery Mode á, là cũng tương tự như vậy, là cái nó vô cái chế độ khôi phục quá lại á. Thì hai chế độ này á, nó có, nói chung là theo nó chỉ giống nhau về phương pháp làm, nhưng mà cái cách gọi, cái tên gọi của nó hơi khác nhau một tí thôi. Nói chung không, các bạn không cần quan tâm. Các bạn quan tâm chỉ đây, chứ ở đây á, các bạn chạy chương trình. Chạy chương trình á, là cái quá trình mà các bạn plugin, có nghĩa là nạp chương trình cho chip flash nha các bạn, chip bộ nhớ, hay còn gọi là nạp software nha các bạn, bằng cách mà các bạn sử dụng các tổ hợp phím như nút nguồn nè, nút home nè, volume cộng, volume trừ. Thì ở đây không riêng gì cái dòng máy iPhone, iPad, nói chung bất kỳ điện thoại nào á, nó cũng sẽ có mấy cái phương pháp mà để các bạn chuyển cái chế độ nè, chế độ download khẩn nha, như DFU nè, hoặc là Emergency Mode, Recovery Mode, bằng cách các bạn kết hợp giữa các tổ hợp phím là nút nguồn, nút home nè, volume cộng hoặc volume trừ nha các bạn. Thì nói chung là tùy các nhà sản xuất điện thoại người ta đưa ra, rồi các người ta nạp sẵn trong chương trình, thì các bạn
chừng kết hợp biết được cái thứ tự cái nút như thế này, rồi các bạn chuyển về chế độ emergency mode hoặc là depot được nha các bạn. Một vấn đề ở đây lưu ý ở đây á là các bạn nhìn nè, khi mà cái dòng điện thoại máy nào á mà nó có nút home, nút cơ nha các bạn, nút cơ vật lý á, nút home nè, thì nó có sẽ chuyển qua chế độ mà DFU á, thì nó sẽ kết hợp cái nút này nha các bạn, có nút home luôn nha. Còn đa những cái trường hợp model máy nào đời mới á, cái nút home của nó á, là nút home cảm ứng, hoặc các bạn xài Android á, có nút home cảm ứng á, thì nó sẽ không dùng nút home được nha, thì nó sẽ kết hợp cái nút giữa nút nguồn là tăng giảm volume nha các bạn. Thì tùy vào cái dòng máy hoặc cái hãng của nó là người ta sẽ set up trong bộ nhớ của nó, của cái máy đó là cái chế độ của nó, thì các bạn chỉ cần bấm đúng cái thứ tự nút hoặc là cái thời gian mà các bạn giữ phím á, là nó sẽ chuyển về cái chế độ DFU hoặc là emergency mode nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn blasting hay chạy chương trình cho cái con iPhone iPad. Trước tiên á, các bạn chuẩn bị cho mình cái cáp nha, cái cáp chạy chương trình đó, cái cáp cáp theo máy nha, các bạn nên chọn cáp zin nha các bạn. Đây là cáp 30 chân nha. Đối với cái dòng mà iPhone 4S hoặc là 3S gì á, nó dùng cái cáp 30 chân này nha các bạn. Thì các bạn nên lựa chọn cái cáp chính hãng cho mình ha, cáp xịn đó ha. Để các bạn chọn chương trình. Còn đối với những cái dòng từ 5S nè, 6S gì á, nó sử dụng cái cáp mà cáp Lightning nha các bạn, cái đầu cáp Lightning nè. Đây là đối với dòng 5S nha các bạn, nó dùng cái cổng cáp Lightning đó, thì các bạn lựa chọn đúng cái cổng mà cáp sạc á, tương ứng với cái điện thoại hoặc cái iPad của mình nha. Đối với những điện thoại iPad mà nó cộng dùng cổng Lightning, các bạn dùng cái cáp Lightning ha. Còn đối với những cái máy mà nó như iPhone 4S á, nó dùng cái cáp lại cáp 30 chân, thì mình sẽ giữ dùng cáp 30 chân này nha các bạn. Rồi, cái vấn đề trước tiên á, là các bạn cứ cắm cáp vào cái cổng USB cho mình. Nối cái cáp này vô cái cổng USB của máy tính nha các bạn. Các bạn dùng PC hoặc là cái laptop á, các bạn nối vô nha. Rồi, cái bước thứ hai á, các bạn download cái chương trình UpRom cho mình, chạy chương trình á. Ở đây á, mình sẽ có hai chương trình nha các bạn. Một là cái chương trình iTunes nha các bạn. Còn hai á, là các bạn có thể download cái chương trình Bluetooth này. Mấy cái chương trình này các bạn có thể lên Google các bạn search ha. Các bạn như các bạn gõ cái download iTunes á, thì các bạn cứ gõ iTunes nha. Hoặc là các bạn gõ cái chừng Bluetooth nè, nó ra Bluetooth nè các bạn. Đây là cái chương trình Bluetooth nha các bạn có thể vô Bluetooth.com nè, các bạn click vào đây rồi các bạn để các bạn download nè. Anh em nào xài iPhone iPad đó nên biết về cái chương trình này các bạn. Nó cũng là nó phát triển dựa vào cái chương trình iTunes bình thường thôi. Như vậy là cái bước thứ nhất á, là các bạn cắm cáp cần chạy chương trình vào điện thoại nha, tương ứng với cái điện thoại mình cần blasting hoặc là cần update hoặc là restore lại. Cái vấn đề thứ hai là các bạn download cái chương trình mà file chạy nha, các bạn như chương trình iTunes nè, iTunes hoặc là Bluetooth này á, một trong hai chương trình này đều có thể restore lại được cái máy iPhone iPad nha của các bạn. Rồi cái bước thứ ba là các bạn download cái file ROM nha, file ROM là file chạy chương trình á, nạp flash đó các bạn. Đây là cái file này à, nó có đuôi là iPhone software nha các bạn. Rồi khi mà download về, các bạn có thể vô tích chuột phải nha, các bạn vô property, các bạn thấy cái đuôi của nó không, cái đuôi nó ghi iPhone software nha các bạn, là được đúng cái file của nó luôn nha. Còn để mà download cái file này về thì các bạn cứ vô cái phần
iPhone software 1.me nha các bạn. Rồi, vô cái trang này nè. Tích cái trang iPhone software 1.me là các bạn vô các bạn download được nha. Rồi, khi mà các bạn vào cái trang này á, thì nó sẽ có tất cả các chương trình cho cái dòng điện thoại nha các bạn. Như các bạn xài gì? Xài điện thoại iPhone nè, rồi iPad nè, hoặc là HomePod nè, đồng hồ Apple Watch nè, mấy điện thoại đối thiết bị thông minh của hãng Apple nha các bạn. Các bạn chọn ha. Ví dụ mình ở đây mình chọn như iPhone đi. Rồi các bạn tích vô nha. Có tất cả các dòng điện thoại iPhone nha các bạn. GSM hoặc là mấy như ở đây là có iPhone 4 nè, GSM nè, hoặc là iPhone 4S nè các bạn. Nhưng có tất cả các chương trình mà bạn chọn nha. Bạn tích vô đây, ví dụ mình ở đây mình xài thử chạy iPhone 4 đi. Khi mà đến cái bước này á, là đây là cái version của nó là cái phiên bản iOS là 7.1.2 nè. Thì các bạn chỉ cần là những cái nút download vô thôi là ok nha các bạn. Nó sẽ tải về nha. Tích vô download là nó tải về. Thì mình đã tải về rồi, mình đã được cái file này mình bỏ ra ngoài desktop nha các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ nói về hai cái cách mà các bạn chạy xong chương trình nha các bạn. Đó, các bạn chạy lại chương trình như update hoặc restore là cho iPhone, iPad nha. Thứ nhất, bất kỳ các bạn sử dụng cái thiết bị của Apple hoặc là các bạn sử dụng mấy cái máy Android là nó sẽ đều có hai cái phương pháp để mà các bạn chạy. Một là cái phương pháp chạy online, hai là phương pháp chạy offline nha các bạn. Online là các bạn có thể update mà không cần các bạn phải download cái ROM, file ROM gốc của máy về. Bằng cách đó, các bạn có thể sử dụng cái chương trình mà tự động nâng cấp bên trong cái điện thoại của mình đó. Ở đây á, mình xài iPhone, iPad thì mình dùng cái chương trình update này á, mình không cần phải tải cái ROM gốc về khi mà các bạn chạy trên online nha các bạn. Mà dùng các bạn sử dụng cái mục update này. Còn đó mà các bạn mà sử dụng cái muốn chạy offline á, là các bạn phải restore lại nè. Dùng cái mục mà cái chức năng restore là khôi phục lại á. Mà trước tiên là các bạn phải download cái file ROM gốc và để mà các bạn up ROM lại nha các bạn. Ở đây như hôm nãy mình đã download cái file ROM này nè. Đây giờ cái chương trình này mình để mình dùng để restore lại nha các bạn. Giả sử ở đây mình có một cái con iPhone 4S nha các bạn. Nếu dùng các bạn áp dụng được cái dòng đời cao hơn, hoặc là các bạn có thể áp dụng dòng Android cũng được. Tại vì trong cái thiết bị của nó đều có cái chức năng này đó. Ở đây mình sẽ vô cái phần cài đặt ha. Rồi, các bạn vô phần cài đặt. Các bạn vô phần cài đặt chung. Đối với những cái trường hợp này là trường hợp máy còn nguồn nha các bạn, xài bình thường á, các bạn muốn up ROM lên á, bạn nâng cấp phần mềm lên, các bạn vô phần cập nhật phần mềm á, là nó sẽ ra cái phiên bản phần mềm mới nhất nha các bạn. Rồi các bạn tích vô là nó đảm bảo cho các bạn là nó tự động nâng cấp lên nha. Yêu cầu lúc này á là các bạn phải sạc pin cho đầy nha các bạn. Càng nói chung đầy full 100% á rồi các bạn, rồi lúc đó là các bạn sử dụng kết nối 4G hoặc là các bạn dùng wifi. Tốt nhất là các bạn nên dùng wifi cho nó ổn định nha các bạn. Rồi mình nâng cấp lên là nó tự động nó cập nhật cái chương trình mới nhất cho mình. Đó là đối với những trường hợp mà máy của bạn còn nguồn nha, nó xài bình thường, các bạn muốn nâng cấp lên. Còn đối với những trường hợp mà các bạn bị treo táo nè, treo cắp đĩa nè, thì các bạn phải chạy dùng cái mạch cái chương trình update bên trong cái chương trình iTunes nha các bạn. Thì các bạn phải, trước khi mà các bạn muốn chuyển về cái này á, các bạn phải chạy dùng cái chuyển về chế độ DFU. Thì hôm nãy mình đã có nói rồi, cái chế độ DFU á, các bạn nhìn quan sát cái máy mình sử dụng á, những cái máy mà các bạn sử dụng cái phím cơ nè các bạn, phím cơ vật lý nè, nút home á, các bạn quan sát cái nút home như mình. Đối với những nút home cơ các bạn bấm vô nó cứ tích tích này vậy á, thì các bạn chuyển qua chế độ DFU là các bạn dùng nút nguồn nút home cho mình nha. Còn đối với những cái dòng mà nó dùng phím home chạm cảm ứng á, các bạn phải chạm ở đây nè, cảm ứng điện dung á, thì các bạn không cần phải sử dụng cái nút nguồn nút home này, mà các bạn chỉ cần sử dụng cái volume nè, volume trừ nè các bạn, với lại nút nguồn là các bạn có thể chuyển về chế độ DFU cho mình nha.
Rồi ở đây mình sẽ làm demo hai cái máy 4S và cái máy iPhone 4 nha các bạn. Rồi trước tiên các bạn muốn chuyển về chế độ DPU thì các bạn cứ tắt nguồn điện thoại đi nha. Nếu chứ trường hợp mà còn các bạn treo táo cấp đĩa thì các bạn cứ có thể trường hợp mà nó treo quá thì các bạn có thể tháo pin ra cũng được. Rồi các bạn tắt nguồn đi. Rồi nó ở chế độ như vậy. Rồi các bạn, thứ nhất là các bạn, đây là con iPhone 4S nha các bạn. Đây mình sẽ dùng cáp mình cắm vô. Nè, chuyển chế độ DPU nha các bạn, làm thao tác bước cái bước như vậy. Thứ nhất là các bạn tắt nguồn điện thoại, sau đó các bạn cắm cáp vô. Đồng thời các bạn nhấn liền cái nút nút nguồn với nút home nha, các bạn giữ. Các bạn giữ cho đến khi nào á cái màn hình nó tắt như vậy, các bạn buông cái nút nguồn ra, các bạn để cho cái màn hình nó tự khởi động đó các bạn. Các bạn giữ lúc này, các bạn cứ tiếp tục giữ nút home cho mình nha. Rồi nó sẽ xuất hiện cái chế độ này các bạn. Đây gọi là chế độ DPU nha các bạn. Khi mà xuất hiện cái chế độ này á thì các bạn nhìn nè, trong cái các bạn bật cái trang iTunes lên á thì nó là các bạn có thể là kết nối để các bạn restore lại luôn. Đây là iPhone 4S nha các bạn. Còn đối với những trường hợp mà iPhone 4 đi, mình lấy sample thêm cái nữa là cái này iPhone 4S. Đây là con máy iPhone 4 nha các bạn. iPhone 4 thì các bạn cũng làm tương tự nha. Trước tiên các bạn cứ bật cái chế độ màn hình như vậy, rồi bạn cắm cáp vô, chuyển về chế độ DPU cho mình, tắt nguồn điện thoại nha các bạn. Rồi các bạn cắm cáp vô, bạn nhấn home, nút nguồn, nhấn giữ nha, chờ đến khi cái màn hình của nó tắt. Đây tắt nè, các bạn buông cái nút nguồn ra. Rồi các bạn giữ nút home nha các bạn, để cho nó chuyển chế độ DPU ha. Đó, lúc này nó tự động nó kết nối với cái trang iTunes nha các bạn. Nó sẽ có hai phần, phần update nè và phần restore ha. Thì nếu mà các bạn muốn chạy online á, nè các bạn chạy online thì các bạn chọn cái mục mà update. Lúc này các bạn không cần phải download nha, các bạn không cần phải vô cái trang iPhone software các bạn download. Các bạn chỉ chọn mục update là rồi tự động nó làm từ A đến Z cho các bạn. Nó tự động nó tải file về rồi nó lắp ROM cho các bạn. Còn mà trường hợp mà các bạn không thích chạy cái này á, các bạn đích vào cái nút restore nha các bạn. Các bạn tắt cái trang này đi. Cái bảng này nè. Tắt luôn. Rồi. Các bạn ở đây nó xuất hiện là restore iPhone nha các bạn. Cái chữ restore iPhone này. Thì đây á, trên cái bàn phím hoặc là cái máy tính bàn á, các bạn có thể nhấn cái nút phím shift nha các bạn. Ở đây mình nhấn cái phím shift nha. Rồi mình click vào cái chữ restore iPhone này, nhấn và giữ. Rồi đây là nó sổ ra cái này thì mình chỉ cần chọn đến cái file của nó là ok. Hôm nay mình bỏ ra laptop nè. Rồi mình tìm đúng cái file của nó. Đây là cái file iPhone nữa các bạn. Hôm nay mình mới đau về. Là ok. Trường hợp đó mà các bạn thấy cái báo nó báo cái file này nha các bạn. Là iPhone nè, không thể restore, là không thể khôi phục lại. Bởi vì cái firmware của cái file firmware á, có nghĩa là không có tương thích nha các bạn. Là cái firmware này là không có tương thích á, thì các bạn không chạy được cái chế độ offline này. À, chế độ offline này nó bị lỗi thì mình chỉ còn cái chương trình update thôi. Mình tắt cái file này đi nha các bạn. Mình bỏ ra. Ok. Thì mình chỉ chọn chạy, mình chỉ chạy được ở cái update này các bạn. Mình lít rồi chữ update nha. Rồi để cho nó làm từ A đến Z nha. Nè. Tức vô update là ok. Như vậy đã xong nha các bạn. À, còn mình nói thêm cái chế độ này. Cái chế độ mà DPU nè, khi bạn tháo cáp ra, các bạn muốn tắt cái chế độ DPU này, các bạn rút cái cáp ra nha. Rồi hôm nãy á, cái chế độ DPU mình ở vị trí nào lúc đầu mình bấm như thế nào á, thì mình bấm lại hình như vậy.
mình giả sử nghe, hôm nay cái nút iPhone 4 này mình chuyển chế độ Deadpool là các bạn nhấn nút nguồn nước Home đúng không? Thì giờ ở đây mình tắt cái chế độ Deadpool này, mình bấm nút nguồn nước Home, bấm giữ luôn nha các bạn. Để cho nó đến khi nào cái màn hình nó tắt nguồn nó hiện là bình thường là như được. Ok, rồi như vậy ok nha các bạn. Còn trường hợp mà các bạn xài iPhone 7 nè, 7S hoặc là iPhone X á, thì các bạn chuyển chế độ Deadpool như thế nào á, như nút nguồn và giảm volume, thì các bạn muốn thoát chế độ này Deadpool này ra thì các bạn bấm y hệt nút nguồn giảm volume, các bạn giữ luôn. Rồi các bạn khởi động lên là ok ha. Là nó ra bình thường ha nha các bạn. Thoát cái chế độ Deadpool ha. Rồi, đây là cái con iPhone 4 hôm nãy nha các bạn. Đó, các bạn thoát cái chế độ Deadpool nè. Nó sẽ ra như vậy. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn đi restore hay update iPhone iPad của bạn bằng cái chương trình iTunes này nha. Còn hiện nay một số bạn thích Blasting bằng cái chương trình Bao Tune này nó cũng rất hay nha các bạn. Ở đây các bạn chỉ cần có điện thoại các bạn chuyển cái chế độ Deadpool cũng được. Nó giống như ở đây nó báo nè các bạn, cái chế độ bình thường ha là các bạn còn nguồn á, còn chế độ Deadpool là nó sẽ báo luôn nha các bạn. Rồi ở trên đây á nó có một số khác như iDevice nè, ứng dụng nè, là ứng dụng nó sẽ nó giống như cái iTunes của mình thôi, nhưng mà cái chức năng nó nhiều hơn nha các bạn. Các bạn có thể download nè mấy cái chương trình mà mình cài trong máy á, nó sẽ tự động nó đồng bộ hóa luôn nha. Rồi cái chương trình nè, Blasting nè, Jailbreak nè, đây có hai cái version của nó nha các bạn. Như đây iPhone 4S nha các bạn, thì các bạn có thể download hoặc là nhập xuất về dữ liệu ha. Là chọn cái phần mà mình upload nè, cái file như file nãy á. Ngoài ra các bạn có thể jailbreak được nha. Jailbreak là mình cài CD trong vô cái điện thoại của mình đó. Cái chương trình này cũng khá hay nha các bạn. Các bạn có thể xem tham khảo. Như phần ở dưới này nha các bạn, các bạn vô cái dòng Blast và Jailbreak á, thì nó có cái phần cho người sử dụng nè. Rồi cái phần Blasting á, cái phần Blast nhanh nha các bạn. Và cái phần này là phần Recovery Blast nè. Các bạn chọn cái file, các bạn nhấn cái Blast á là nó tự động nó upload lên cho các bạn. Nói chung là nhiều anh em sử dụng Apple hoặc là xài iPad đó các bạn, sử dụng cái này đó rất tiện ha. Giao diện nó cũng dễ sử dụng nữa. Mà các bạn Blasting có chế độ mà Blast nhanh đó các bạn, nó làm rất nhanh ha. So với cái thời gian mà mình Blasting mà dùng cái công cụ iTunes này á, thì nó sẽ lâu hơn nha các bạn. iTunes nó xài lâu hơn so với cái dùng Bao Tune này rất hay. Nè, tích vô file này các bạn chỉ cần nhấn Blast là nó tự động nó restore hoặc là nó update cho bạn thôi. Rồi, vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn chạy cái chương trình cho cái dòng máy iPhone, iPad, tất cả các đời luôn nha. Từ mấy cái đời cũ á, ví dụ iPhone 6 trở xuống á, là nói chung là dùng nước hồng cơ, cho đến cái dòng đời mới hơn như iPhone 7 trở lên đi hiện tại luôn là dùng cái nút Home cảm ứng á, thì mình có thể áp dụng hai cái cách này nha các bạn. Các bạn chỉ chế độ Deadpool cho mình. Rồi các bạn có thể dùng cái một là các bạn dùng iTunes á, hoặc là các bạn dùng Bao Tune đều Blasting được hết nha. Còn cái cách mà các bạn download cái file á, thì các bạn cứ vô cái phần iPhone software.me á các bạn, là các bạn có thể download được tất cả các version của nó nha. Những cái iPhone software mà nó đã tích dấu bỏ chéo này á, là nó đã xóa rồi nha các bạn. Nó support không hỗ trợ nữa nha. Là từ cái version nè iOS 6.0 nè, nó đang không hỗ trợ nữa, nên nó không đưa lên đây. Còn những cái version mới nhất như đây này nè, nó xuất bản từ ngày 30/6/2014 á, iOS 7.1.2 dành cho iPhone 4 Series M năm 2012 á, thì nó còn support hỗ trợ. Thì các bạn có thể lên cái trang để download nha. Thì ở đây có rất nhiều sản phẩm. Các bạn có thể xài nè. Xài
iPhone, iPad nè, iPod Touch nè, hoặc là cái TV Apple cũng xài như luôn nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.